Chào các bạn, có rất nhiều cái cách phương pháp tính ngày nhập mộ hay ngày chôn cất, nó cụ thể cho dễ hiểu. Và trong clip này tôi hướng dẫn cái cách đơn giản nhất mà dân gian vẫn hay sử dụng, đấy là cách tính nhập mộ. Tuy nhiên cũng phải nói luôn hai vấn đề. Một là dân gian thì hay bị tính nhầm sang trùng tang, nên là rất nhiều thầy tính trùng tang chứ không tính nhập mộ. Cái thứ hai là người ta cũng đẻ ra rất nhiều cái phương pháp phức tạp hơn để cho có vẻ hoành tráng và chi tiết, nhưng thực ra là không chính xác và không cần thiết. Nên trong clip này tôi hướng dẫn là cách đang phổ biến nhất hiện nay về cách tính nhập mộ ngày chôn cất. Tôi cũng phải nói luôn một cái vấn đề là bạn nào biết rồi thì thôi, không cần xem. Còn đây là tôi hướng dẫn để cho với người chưa biết, nên là có rất nhiều clip tôi hướng dẫn những cái đơn giản thì rất nhiều người có thể biết rồi, hoặc là biết một ít, hoặc là hiểu rồi họ vẫn xem, mà xem rồi thì họ nhắn tin, gọi điện, rồi phán là thậm chí là bảo là ôi giời ơi cái này đơn giản quá, ai cũng biết. Thậm chí là buồn cười nhất là khi tôi hướng dẫn là những người không biết dùng quẻ kinh dịch thì mấy bạn vẫn ra vẻ bạn bảo ôi giời ơi thầy chỉ biết mỗi thế, đơn giản như này thì thầy phải cắp sách đi học nhiều. Rất nhiều người tỏ cái vẻ quan trọng như vậy. Các bạn phải hiểu là đây là cái clip tôi hướng dẫn cho những người chưa biết để họ biết cách tính. Nên là bạn nào biết cách tính rồi tôi cũng nói thẳng là các bạn cứ đi chỗ khác, các bạn đỡ phải xem. Đúng không? Đây là clip hướng dẫn cho cái người chưa biết. Cái người biết rồi thì lại vào và là ôi giời đơn giản quá em biết, hoặc là thế này thì kia. Tôi thì cứ nói thẳng thế cho nó dễ hiểu. Đây là tôi hướng dẫn các bạn chưa biết, hoặc là một số bạn thì học cái khóa âm trạch cũng có hướng dẫn rồi, nhưng mà bạn ấy không tư duy, bạn cứ bảo khó quá em không hiểu, hoặc là bạn đọc nhiều sách quá bạn cứ bảo là khác cuốn này cuốn kia. Thì tôi cũng nói thẳng cái thứ hai là bạn đọc sách nào thì bạn muốn tin sách nào bạn cứ theo sách đấy, còn phương pháp của tôi, cách tính của tôi nó như vậy và cái cách hướng dẫn nó như vậy, chứ lại bảo là so cái này với cái kia tôi chả bao giờ tôi so sánh. Các bạn đọc sách lịch cũng thế, sách lịch hướng dẫn có rất nhiều phương pháp, các bạn đi xem xong lại bảo tại sao sách lịch của thầy khác sách lịch của người kia, đúng không? Không có, người ta dùng những cái chuẩn khác thì người ta làm thì làm sao giống mình được. Và tôi cũng nói lại là đây là cái cách hướng dẫn đơn giản nhất và thông dụng nhất, chứ mấy cái bạn biết rồi thì đừng có vội sồn sồn lên và ôi dồi ôi đơn giản quá, đúng không? Tôi vẫn nói là cái này chỉ dành cho người chưa biết. Cái vấn đề nữa tôi muốn nhắc các bạn ở đây là mặc dù phương pháp này đếm từ trùng tang, nhưng mà các bạn phải đếm vào vị trí nhập mộ. Các bạn luôn phải đếm đến vị trí nhập mộ mới là tốt, và cứ đếm lần lượt 5 tháng ngày giờ thôi. Ví dụ ở đây tôi lấy một ví dụ cụ thể mà khách hàng hỏi mình. Đấy, khách hàng là hỏi thì tôi tính cho các bạn cụ thể luôn. Sinh năm 71 mà mất năm 2015, các bạn chỉ việc đơn giản thôi, lấy máy tính trừ đi 2015 trừ 1971. Nó rất dễ. 2015 trừ 1971 bằng 44. 44 thì các bạn cộng thêm một tuổi mụn là 45, đúng không? Theo nguyên tắc nam thuận nữ ngược thì các bạn đếm trường hợp này là nữ đếm ngược chiều kim đồng hồ, thì các bạn đếm bắt đầu từ dần trùng tang này là 10 này, sửu là 20, tý là 30, hợi là trùng tang là 40. Các bạn đếm tiếp đến 45 này, tuất là 41 này, dậu 42, thân 43, mùi 44, ngọ là 45, có nghĩa là năm thì vào thiên di. Các bạn hình dung không? Năm thiên di, tất nhiên là đây là cái năm mà
nó mất của người ta. Còn bây giờ chúng ta phải tính theo cái năm hiện tại. Năm hiện tại là năm nay là 2021, các bạn phải trừ lại, đúng không? Thông thường thì các thầy dân gian thì họ sẽ bảo phải trừ lại theo cái năm hiện tại. Tuy nhiên là cái người mất thì người ta chỉ có một cái tuổi đấy thôi thì không tránh được. Tức là cái tuổi mất là như vậy. Chúng ta chỉ đếm cái năm hiện tại. Ví dụ như vừa nãy các bạn đếm đến Thiên Di rồi. Đấy là không tránh khỏi. Vì cái đấy là cái tuổi mất. Chứ không phải là đếm theo cái năm hiện tại mà các bạn chỉ đếm tháng thôi. Chẳng hạn là đến bây giờ là đang tháng 11 dương các bạn nhé. Đang tháng 27, tháng 11 dương thì chúng ta tính theo tiết khí. Tiết khí ở đây là tháng 10 rồi. Tháng 10 thì các bạn mới đếm tiếp theo tháng. Chính vì các thầy dân gian là người ta đếm theo năm nên là mới có chuyện là năm này được, năm kia không được. Còn cái quan điểm chính thống của tôi là theo cái sách gốc cổ thì là không đếm lại theo năm mà đếm theo tháng. Ví dụ là bây giờ là tháng 10 thì các bạn đếm tiếp, bắt đầu từ nay đếm đến Thiên Di thì các bạn đếm tiếp tháng 1 là trùng tang này, 2 nhập mộ, 3 Thiên Di, 4 trùng tang này, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì tháng 10 là rơi vào trùng tang là không được, thì các bạn phải làm vào tháng 11. Thế thôi. Sang tháng 11. Và cái vấn đề nữa là các bạn phải lưu ý là đếm ở đây là đếm theo tiết khí. Đếm theo tiết khí có nghĩa là các bạn phải nhìn ở cái sách đấy, sách lịch cát tường của tôi, thì hiện nay là trên thị trường là chả có ai hướng dẫn các bạn theo tiết khí cả. Các bạn đếm theo tiết khí ở trong cái phần tôi mở ngoặc này, này là mùng 1 tháng 11 bắt đầu đại tuyết là tháng 11 theo tiết khí đấy các bạn ơi. Sang 7, 12 này thì chúng ta mới đếm tiếp, thì tháng 11 này sang được cái nhập mộ thì Thiên Di chúng ta nhập mộ có nghĩa là đến ngày mùng 3, đúng không? Đến ngày mùng 3 sẽ là ngày nhập mộ tiếp. Và sau đấy khi đến ngày mùng 3 rồi các bạn đếm tiếp Thiên Di chúng ta nhập mộ thì là Thiên Di này chúng ta nhập mộ có nghĩa là cái giờ bao giờ cũng phải là chôn từ 3 đến trước 5 giờ sáng. Đấy là cái cách đếm năm tháng ngày giờ để đảm bảo là tất cả đều rơi vào nhập mộ thì mới đạt yêu cầu. Thì tất nhiên là với cái phương pháp thông thường là không đếm năm, đếm theo tuổi thì không tránh được năm mà sẽ chỉ chọn được tháng ngày giờ. Còn tất nhiên là bạn cũng có thể theo phương án của dân gian là đếm theo năm, thì đấy là tùy bạn. Còn như tôi làm là tôi không đếm theo năm, đếm theo tháng ngày giờ. Và cái công cụ rất quan trọng là cái lịch cát tường này các bạn nhé. Nó sẽ hướng dẫn có rất nhiều vấn đề liên quan đến chọn ngày giờ. Và đây là cái cuốn sách duy nhất trên thị trường hiện nay là có cái lịch tiết khí cho các bạn. Như là các bạn chưa có sách thì mua đi nha. Đây là hàng năm này, năm 21, năm 22, mỗi năm tôi có một cuốn để giúp các bạn chọn ngày giờ. Thì trên đây vừa rồi là cái hướng dẫn khá cụ thể và cơ bản về cách chọn năm tháng ngày giờ nhập mộ để đạt yêu cầu về ngày tốt theo nhập mộ. Tất nhiên như tôi nói là còn rất nhiều các cái phương pháp cách tính khác tùy theo cái trường phái chúng ta sử dụng, là tam hợp, tam nguyên hay là huyền không hay là đại quái, rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên cái đấy thì lại phải tính cụ thể tọa hướng, mà với những cái người ta không đo tọa hướng hoặc là không tư vấn về tọa hướng thì phải sang cái giải pháp dân gian đơn giản này là tính theo ngày nhập mộ.